Kính chào quý khán giả của hệ thống Đài Việt TV Network tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Nhóm phóng viên của Việt TV đang có mặt tại Maxim Tea and Coffee, tọa lạc trên đường Wilcrest, thành phố Houston. Vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 8 tháng 9 năm 2024. Xin mời quý vị theo dõi buổi giao lưu kết nối cộng đồng do group món ngon người Việt Houston tổ chức với chủ đề Day of Joy. Sau đây là những hình ảnh do phóng viên Việt TV ghi nhận. Rất là vui mừng và nồng nhiệt đón tiếp toàn thể quý vị, cô chú bác thân thương đã có mặt trong chương trình Day of Joy tối hôm nay. Của em thành lập cũng được hiện nay là khoảng 8 năm. Thì ngoài những cái hoạt động khác cho xã hội giống như là từ thiện hay là cho cô chú bác thường niên á, thì tụi em sẽ dự định cái này cũng là một cái chương trình thường niên để cho mọi người cùng nhau tới vui chơi và thử các đồ ăn của các nhà hàng ở Houston mình. Thì hôm nay là cái ngày đầu tiên của tụi em, là cái chương trình đầu tiên. Bây giờ là có khoảng đồ ăn của trên 30 nhà hàng và một số là cơ sở giống như là nhập phân phối thức ăn đã tài trợ cho tụi em để được mời mọi người tới cùng nhau chung vui. Tất cả các đồ ăn là hôm nay mọi người đến dự đều được dùng là ăn uống được miễn phí. Dạ. Qua đây em cũng cảm ơn anh chị Maxim đã cùng đồng hành với group để cho tụi em mượn cái chỗ này để được phục vụ mọi người và bà con. Tụi em dự định là thường niên sẽ là 3 tháng tụi em sẽ tổ chức một lần, thì hy vọng sẽ gặp mọi người được vào dịp kế tiếp. Chương trình muốn tổ chức là cho cộng đồng mọi người để tới mà tham gia chương trình. Mặc dù là chương trình của tụi em là cây nhà lá vườn nhưng tổ chức rất là đầy đủ. Và hôm nay có rất là nhiều ca sĩ để của tại Houston này. Đó là ca sĩ Trọng Hải, Thiên Vũ, Brian Trần, ca sĩ Thiện Nguyễn, rồi ca sĩ Henry Trần và Mai Thảo nữa. Và cùng MC Khánh Dư và hả cùng với Trang Hà. Có sổ số Lô Tô Việt Nam, những món quà nhỏ đến cho tất cả quý vị. Và đặc biệt có tiết mục múa của 7 cô gái chân dài trong chiếc áo bà ba của người Việt Nam chúng ta, rất là xinh đẹp, qua bài hát Lối Về Sớm Nhỏ do cô ba Ngọc Nguyên dàn dựng trong chương trình này. Thay mặt ban tổ chức, Tracy Vũ xin cảm ơn tất cả các nhà tài trợ, các mạnh thường quân và tất cả các ca sĩ và các cô người volunteer, các anh chị đã tới đây tham dự và để vui cùng cái ngày Day of Joy này. Và xin kính chúc quý vị một ngày thật là vui tươi và hạnh phúc. Và tất cả những cái gì mà ngon nhất của tất cả các nhà hàng đều có mặt ở đây. Xin mời mọi người đến thưởng thức nhé. Là mình có nhà hàng Miss Việt Spices, and then Austin Crawfish, Lamb Kitchen. Những cái nhà hàng này đặc biệt rất là nổi tiếng ở Houston và họ có tất cả rất là nhiều món ở đây. Tiếp theo thì mình có bánh bao của Tim Hinh. Mình có một cái nhà hàng của Nguyên Cuisine ở đây. Cái cuốn này thì nó rất là ngon và làm rất là vệ sinh. Có bánh cuốn, bánh ướt của bánh cuốn Hòa. Sau đó là mình có chợ quê and bún mắm miền Tây. Yay, rất là nhiều món. Ở đây là những cái món ăn mặn. Thì mình còn có Bình Thuận Rô nè. Có ven bánh mì. Sau đó là mình có nhà hàng Việt Alice right here.
Tiếp theo là mình có chả cốm. Wow, quá trời nhiều danh thiết luôn. Thì tiếp theo là mình sẽ có cái quầy hàng ở đây. Xin được giới thiệu là cái món xôi này rất là ngon. Cái màu xôi thì rất là đẹp của Việt Nam quán. Sau đó là cửa phát can bò. Tiếp theo là mời có cơm chiên trứng rất là ngon. Những cái món này đến từ nhà hàng Diva. Có món gà chiên nước mắm rồi. And then cơm chiên. Và có một món rất là đặc biệt chắc chắn mọi người sẽ thích. Đó là món súp. Cho mọi người coi kỹ. Nó rất là ngon và hấp dẫn. Và rất là nóng. Cái này thì đến trực thuộc của cơm New Houston. Họ đã set up chuẩn bị cho cái chương trình này là hơn cả một tháng trời. Cho nên là đây là bao nhiêu tâm huyết của tất cả các nhà hàng đều có mặt ở đây. Đây là một cái dịp cho tất cả các member, thành viên của Món Ngon Người Việt Houston và ban quản trị, cũng như tất cả mọi những người yêu mến Món Ngon Người Việt Houston được dịp tới gặp mặt nhau và hàn huyên nói chuyện, cũng như được enjoy, được thưởng thức những món ăn. Mỗi nhà hàng đều có đến 3-4-5 món. Nếu như mà đi ăn từng nhà hàng một thì chắc có vẻ lẽ sẽ mất kính một tháng mới ăn hết. Mà đằng này thì hôm nay có tất cả các món ngon của tất cả các nhà hàng ở Houston, mọi người được thưởng thức. Bên cạnh đó có chương trình văn nghệ rất là vui, có những cái quầy hàng bán đồ chơi cho con nít cũng rất là hấp dẫn, các bé cũng rất là thích. Và không khí mọi người gặp nhau vui vui mừng mừng về, và hy vọng mọi người có một buổi tối thật là vui. Khi mà đến đây thì mình cảm thấy là không khí rất là đông vui, náo nhiệt. Anh à, cảm thấy là có là một dịp rất là hay để mà mọi người có dịp thưởng thức những cái món ăn ngon của nhiều nhà hàng Việt, đặc biệt là tại khu vực Bel Air. Chúng ta có thể kết nối, gặp gỡ, giao lưu và gặp gỡ những người Việt trong cộng đồng của chúng ta. Chúng ta còn có những cái tiết mục như là văn nghệ, lô tô, rồi mọi người trò chuyện kết nối với nhau rất là vui. Anh à, cảm thấy rất là hay khi mà ban tổ chức Món Ngon Người Việt Houston tổ chức trong cái event như vậy. Xin cảm ơn. Vừa rồi là những hình ảnh sinh hoạt trong buổi giao lưu kết nối cộng đồng do group Món Ngon Người Việt Houston tổ chức. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phóng sự lần sau. Xin chào tạm biệt.